Trời, người này mà không có người yêu ta thì có dễ thương mà. Ai cũng nói vậy, 26 năm rồi em vẫn vậy. Không biết sao. Em còn sống chưa chết? Bạn kia nhắn lại vậy thôi em sống mình đi em. Trời ơi, bây giờ mình phải thay đổi. Dạ. Thay đổi chiến thuật. Ví dụ như mình nói với chuyện với anh này mà anh đó ảnh im lặng, anh không rủ mình đi chơi, là qua anh khác mình phải đổi chiến thuật liền. Mình phải dẹo, từ bữa mình chuyển qua dẹo. Em không quen dẹo chưa em. Mình phải dĩa. Để tôi hướng dẫn cho. Thích mà xe máy hay mà xe hơi? Thông thường thì anh thích đi máy bay hơn. Em tên là Phạm Hải Dương. Em sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, nghề nghiệp là nhân viên IT. Xưa giờ ở thành phố Hồ Chí Minh luôn. Dạ. Quận mấy em? Dạ em ở quận Tân Phú. Bao nhiêu tuổi em? Dạ em 27 tuổi. Rồi mời bạn nữ giới thiệu. Dạ xin chào chị, xin chào khán giả. Em tên là Phạm Thị Thùy Trang, năm nay em 26 tuổi. Quê em ở Long An, em đang sinh sống với gia đình ở thành phố Hồ Chí Minh. Em làm ở quận 1. Em làm công việc gì? Dạ trong bộ phận cung ứng hàng hóa của công ty. À cung ứng hàng hóa của công ty. Điểm mạnh điểm yếu của mình là gì nè? Dạ em người khá vui vẻ, dễ hòa nhập. Còn điểm yếu thì chắc là em hay giấu nỗi buồn, em không chịu chia sẻ trực tiếp với chị. Chỉ khi nào mà chuyện nó qua rồi thì em mới chịu quay lại nói với người đó. Dạ đúng rồi. Vậy là thiệt thòi rồi, chi cho mệt vậy, buông xả ra cho nó khỏe. Nhưng mà nhiều khi nó không, thời điểm đó nó không đúng lúc với chị, không nên xả lúc đó nên em hay giấu lại. Là lúc em buồn em làm gì? Dạ buồn thì chắc khóc mình. Trời ơi thấy thương không? Bây giờ ráng có bạn trai để có gì khóc với bạn trai ha. Dạ. Rồi, bạn trai mình thì điểm mạnh điểm yếu như thế nào? Dạ, điểm mạnh của em là không có rượu bia, không có cờ bạc, không gái gú và không hút thuốc. Có thích con gái không? Dạ, có. Điểm yếu là gì? Dạ, điểm yếu của em là lâu lâu cũng hơi bảo thủ tí. Và ban đầu thì có thể là mấy bạn nữ nhìn có thể là thấy em có vẻ lạnh lùng. Nhưng mà sau khi quen rồi thì có thể là nói chuyện vui vẻ và hòa đồng, có thể bữa. Tình trường thì sao hai bạn? Em gái, mình trải qua mấy mối tình rồi. Dạ, hiện tại thì em vẫn chưa có mối tình chính thức nữa hết. Nhưng mà có tìm hiểu sơ sơ về một vài bạn nam nhưng mà thấy không hợp nên là không muốn đi xa hơn. Mình có nghĩ lý do tại sao là mình chưa tìm được người bạn trai không? Em không biết sao em ớ chị, thiệt là không biết sao luôn, không biết tại sao. Nhưng mà theo như bạn bè nói thì em cán chọn quá, em thấy em đâu cán chọn gì đâu. Thì tại mình cũng chủ động nói chuyện với người ta mà thấy người ta cũng không đáp trả gì là hết, cũng không, chỉ là nhắn tin qua Facebook hay là Zalo đó thôi chị. Chứ còn mà cũng không chủ động xung số điện thoại của mình, cũng không có đủ đi ăn chơi này nọ thì em thấy đâu phải lo lỡ em đâu. Người ta cũng làm quen. Dạ cũng có nói chuyện sơ sơ một mà không ai xin thôi. Số điện thoại, không ai rủ đi chơi gì hết. Dạ. Chết cha sao kỳ vậy ta. Em có bật đèn xanh cho tao không hay là em tắt hết đèn? Em chủ động nói chuyện rồi đó anh. Em toàn chủ động người bắt chuyện đầu tiên không mà. Nếu vậy thì phải coi em nói chuyện như thế nào. Chắc chị. Đúng không? Em chủ động em nói chuyện mà em phải nói chuyện như thế nào? Người ta cũng hùa theo, nói chuyện cũng vui mà thấy người ta nói chuyện xong cười. Nói chuyện vui có hơi chảnh chảnh không? Phải nói chuyện với con trai không? Em nói chuyện bừa. Đó, em nói chuyện bữa quá, nhiều khi mình chưa quen biết, chưa gặp mặt mà em bữa quá người ta sợ người ta chạy. Không, quen rồi mới bữa được chứ chị, không quen sao em bữa. Quen người ta đâu có chưa xin số mà quen cái gì. Không, ý là không biết sơ sơ về người ta như thế nào là cái em bữa là bữa thì sao? Nhưng còn sống chưa chết. Em còn sống chưa chết. Bạn kia nhắn lại vậy thôi em sống mình đi em. Trời ơi, vậy bây giờ mình phải thay đổi. Dạ. Thay đổi chiến thuật. Ví dụ như mình nói với chuyện với anh này mà anh đó ảnh im lặng, anh không rủ mình đi chơi, là qua anh khác mình phải đổi chiến thuật liền. Mình phải dẹo, từ bữa mình chuyển qua dẹo. Em không quen dẹo chưa em. Phải dĩa. Ở khi nào vô chồng gặp mặt nhau rồi lúc đó mình cứ đúng thật con người của mình. Đúng không? Dạ đúng. Cố gắng nha, cố gắng. Để tôi hướng dẫn cho. Rồi, bạn trai có mấy mối tình rồi em? Dạ em thì có 3 mối tình, 2 không chính thức. Mối tình gần đây nhất thì chia tay khoảng hơn 1 năm rồi. Thì trong thời gian đó em cũng không có quen ai. Mối tình đó em kéo dài bao lâu? Dạ em kéo dài 1 năm. Quen năm bỏ nhau năm rồi. Dạ đúng rồi. Vậy cũng chưa có sâu sắc đúng không? Dạ. Bạn muốn tìm bạn gái như thế nào? Dạ em muốn tìm một bạn gái là mẫu người của gia đình, cao trên 1m55. Nếu mà da trắng thì càng tốt, còn không thì không sao cả. Mẫu người gia đình nó nói chung chung dạ, quá. Thì là phụ nữ nào cũng lo cho gia đình hết trơn á. À, dạ là đừng có ăn chơi quá hay là gái ăn chơi hả? Ăn chơi quá là như thế nào anh, ở mức nào thì à, được mức nào? Ví dụ như là tối nào cũng đi chơi, đi chơi 12 giờ về có gọi là quá không anh? Ngày nào cũng đi ba ví dụ vậy. Nhìn nếu mà tổng thể đi ba thì sao? Không đi ba thì không sao, lâu lâu mình đi anh cũng bình thường, không vấn đề cái gì cả. Anh có mà thích đi ba không? À, anh thì ít đi nhưng mà anh cũng không thích nơi náo nhiệt lắm, anh những thích những nơi mà nhạt nhẹ 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 nhàng thôi. Ví dụ một chỗ mà anh hay đi. À, những quán cà phê mở nhạc nhẹ. Ok. Và nói chuyện với bạn bè. Và sở thích của anh là cũng thích đi du lịch. Thích đi bằng xe máy hay bằng xe hơi? Anh đi cái nào cũng được, phương tiện nào cũng được. Anh thích cái nào hơn? Em biết là cái nào cũng được mà anh thích cái đi nào thì hơn. Thông thường thì anh thích đi máy bay hơn. Máy bay
anh mất tiền quá là sao anh? Đi không lẽ đi Vũng Tàu, đi máy bay. Anh thường anh đi, anh có kế hoạch hết rồi. Anh có kế hoạch anh lên lịch trình cho năm sau thì anh sẽ đi những điểm nào và anh săn vé giá rẻ để anh đi. Ok. Còn mẫu người bạn trai của em thế nào? À, thì chắc cao trên khoảng 1m65. Bề ngoài vừa nhìn không mập, không tròn, không ốm, không cần sáu múi luôn. Về tính cách thì em chưa xác định, nhưng mà ba tính cách em có thể là em ghét nhất ở người bạn trai đó là độc tài, gia trưởng và bảo thủ. Anh có ba tính đó không anh? Anh có một ít bảo thủ. Một ít là sao, ví dụ cho em biết đi. Bảo thủ của nó không phải là xấu, mà là mình có bảo vệ cái quan điểm của mình thôi. Nhưng mà anh không có phải là 100%. Anh cũng luôn luôn lắng nghe ý kiến của mọi người, chứ anh không phải là lúc nào cũng gọi là gia trưởng là bảo thủ phải như thế này, phải như thế kia. Ý anh nói anh chỉ lâu lâu có một cái bảo thủ không ai có thể cản được hết. Anh đã quyết rồi, tức là cái việc mà đưa tiền cho vợ là không ai cản được hết. Đúng không? Ví dụ vậy. Không ai có thể thay đổi ý kiến của tôi được hết á. Còn bạn trai, còn điều gì mà cái chuẩn ngoại hình không? Em mập hơi gì? Mập tí cho nên em mập chắc anh ốm à. Trai mập tí được không em? Dạ được, tại em cũng tròn em. Ủa nếu bạn gái mập tí được không em? Dạ không sao chị, đừng có mập quá là được rồi. Sao là quá? Trời dạ thì ơi. Em nếu mà mập quá thì thành số 10. Bao nhiêu ký thì vừa anh? À, cái này anh cũng không đo chuẩn mực được, phải nhìn mắt. Thì nhìn sao có những người bạn gái trước của anh á? Chứ chị là mập hay ốm hay là vừa? Dạ chị là vừa. Chị là vừa. Có vừa đâu, hơi đó, hơi bự á. Thôi cái chuyện mập ốm không có quan trọng. Dạ. Mập ốm thì mình còn có thể tập thể dục, tập dạ, thể thao. Dạ. Ốm thì mình ăn nhiều vô. Dạ. Đúng không? Mập thì mình diet, quan trọng là con người. Dạ dạ. Bây giờ nếu như em tìm được một cái người phù hợp thì bao lâu mình tiến tới hôn nhân được? Dạ em dự tính là năm 2019. Dạ thì năm sau em sẽ sửa nhà để chuẩn bị. Nhìn chung là em là một con người luôn luôn lên tất cả một kế hoạch trước cho mình để dạ. mình chuẩn bị cho nó chu đáo. Tốt chứ có gì đâu, đàn ông gì là tốt. Tốt dạ. đó. Ừ. Đi du lịch cũng vậy, phải chuẩn bị có tiền mới đi được chứ. Dạ, khơi khơi sao đi. Rồi, mình đang ở với ai, có phải làm dâu không em? Dạ em đang ở với mẹ em và em gái. Bố em thì mất lâu rồi. Rồi nếu mà về thì chắc phải làm dâu, tại vì em gái nếu mà lấy chồng thì sẽ đi theo chồng. Thì bây còn giờ mẹ em với mẹ thôi. Dạ thì nếu mà để mẹ em ở một mình thì cũng thường người ta sợ rồi. Không sợ dạ. mẹ chồng như ta sợ em gái đó. Em gái mà bao nhiêu tuổi rồi, gần đi lấy chồng chưa? Dạ em gái em nhỏ hơn em 4 tuổi. Có người yêu chưa? Dạ có rồi. Tưởng đâu chưa, mời tới đặng hẹn hò đặng tôi cho lên xe bông liền luôn. Dạ hả? Dạ mỗi hỏi nhiều quá hả? Là mai dạ. làm dâu được không cưng? Dạ được chị. Em biết dọn dẹp. Em dọn dẹp giỏi nhưng mà em không biết nấu ăn. Từ em từ biết phụ cái mình cắt rau. Không cái đó vậy được em ơi. Cái đó mình học chỉ. Được. Không sao á. Dạ mẹ em đã chỉ bao nhiêu năm em vẫn không nấu được. Nấu ăn dễ mà có gì đâu. Cái đó mình học được. Dạ bắt đầu là mình nêm sao cho vừa miệng cả nhà. Anh em không biết nêm. Em vừa miệng em là vừa miệng cả nhà thôi. Dạ cho anh. Dễ thương nha. Dạ nhỏ nè. Dễ thương thiệt. Dạ, nghe thiệt chứ mấy nha. Dạ cảm ơn. Rất là dễ thương. Nhưng mà giọng em á rất là lạ nha. Dạ lạ sao anh? Tức là giọng dày đó. Giọng thổ nữa. Giọng trầm. Có ghen không? Ai không ghen anh không. À có ghen ít nhiều thôi chứ. Đúng là ghen là mà bên kia mệt lắm á. Nhưng mà bạn kia bạn nó không có gái gú mà. Thì chắc không hả? Ghen đâu. Ủa không phải có gái gú mà. Ví dụ đi đường gặp bạn bè vô vòng trong cơ quan trở về gặp vô tình thắng ghét ôm ít. Gặp em dính rồi xong. Không em bình tĩnh lắm, phải hỏi có chuyện gì đang xảy ra chứ rồi. Hỏi liền tại đó luôn hả? Quýnh bậy người ta quýnh mình là sao anh? Ai quýnh lại em? Là bất người ta quýnh bất chợt không phải sao, không kiểu là bị ăn quýnh hết chị. Trời người này mà không có người yêu ta thì có dễ thương mà. Ai cũng nói vậy, 26 năm rồi em vẫn vậy. Không biết sao. Bên đàn trai cũng thấy ưng cái bụng với đàn gái rồi đó. Đàn gái cũng dễ thương lắm à. Được lắm trai. Dạ, dạ. Được á. Bây giờ mình hỏi thêm ý kiến người thân nha. Hôm nay em đi với ai nè? Dạ hôm nay em đi với chị gái, một bạn thân với lại hai người chị ở công ty. Rồi. Chị ruột á em hả? Dạ vâng chị ruột ạ. Dạ chị ruột. Trời ơi chị ruột, trời thon thả quá. Dạ em chào hai MC ạ. À. Với lại các bạn khán giả ở đây ạ. À. Chào chị. Về bạn nam á thì chị thấy bạn là người rất là điềm đạm và có kế hoạch rất là cụ thể. Mặc dù bạn nói bạn gia trưởng nhưng mà chị thấy là bạn hơi hiền chứ đâu có gia trưởng đâu. Cái này về sợ vợ lắm á. Bé Trang nhà chị thì nó nói chuyện ban đầu thì có vẻ hơi lấn lướt nhưng mà sống rất là chân thành ha. Yeah. Thì hy vọng là hai bạn sẽ cho nhau cơ hội để mà tìm hiểu nhau nhiều hơn. Dạ. Yeah. Ok.
Dạ em đi với bạn em và cùng đồng nghiệp với công ty ạ. Trời ơi, trai đi. Chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Thì em xin đại diện anh Linh, anh Dương xin nói như thế này. Dương, mày phải bấm nút. Bé này rất là dễ thương và rất là nhanh nhẹn và hoạt bát, có thể bổ sung bù trừ cho những gì mà đang thiếu. Ok chưa? Rồi. Rồi. Còn đối với Dương á, Dương là một người rất là nghiêm khắc và rất là dễ thương. Vừa nghiêm khắc và vừa dễ thương. Nên em hãy nên bấm nút chọn Dương nhé. Như anh cho em một ví dụ về tính cách nghiêm khắc của anh ấy được không? Là khi anh ấy làm việc, khi anh ấy làm một cái việc gì đó mà anh ấy muốn hoàn thành thì là anh ấy phải hoàn thành trước kế hoạch 1 hoặc 2 ngày. Và không bao giờ để trễ hẹn với bạn bè hoặc là nhiều thứ. Thì anh thấy tính đó rất là tốt. Dạ. Và nếu mà là một người đàn ông của gia đình thì rất là ok. Dạ, cảm ơn anh. Hãy kéo màn lên cho họ cảm nhận về nhau và họ sẽ quyết định. Kéo màn lên. Nào. Mời hai bạn. Dạ, chào anh. Cảm ơn. Dạ, em cũng có món quà anh gửi anh. Dạ, anh cho em hỏi là trong gia đình mình có đang sống với mẹ với là em gái thì thường khi gặp chuyện khó khăn anh thường chia sẻ với ai và anh thường nghe lời khuyên của ai nhất? Anh thường chia sẻ với em gái nhiều hơn là mẹ. Nhưng mà lời khuyên thì thường thường là mẹ sẽ khuyên. Mà anh cứ nghe lời mẹ nhiều hơn. Không, cũng anh có bao giờ tham khảo ý kiến bạn bè hay đồng nghiệp của mình không? Có. Giữa hai sự lựa chọn của nghe lời khuyên của mẹ và của bạn bè trong đồng nghiệp trong công ty thì anh sẽ lựa chọn lời khuyên của ai? Thì tốt nhất là lời khuyên của gia đình. Dạ. Anh sẽ chọn lời khuyên. Em nhìn thấy anh có giống như trong tưởng tượng của em. Dạ không. Anh nói anh tròn mà em thấy anh đâu tròn đâu. Không, anh nói tròn theo nghĩa khác. Nghĩa khác là nghĩa gì anh? Nghĩa ngược lại á. Cô này cũng hay hỏi lắm nha. Hỏi xuống luôn. Lý sự lắm nè. Với hình mẫu hiện tại thì anh có giống với bạn gái hoặc tưởng của anh không? Cũng khoảng 70%. Bây giờ hai bạn nhìn nhau. Chúng ta nói cái cảm xúc của chúng ta ngay thời điểm này. Chúng ta cảm nhận về đối phương như thế nào trong cái lần đầu tiên gặp gỡ. Mỗi người một câu thôi. Chân thật nhất, không cần hoa mỹ, để chúng ta quyết định bấm nút. Anh thấy là nếu mà đã đến với chương trình này thì coi như là một cái duyên. Thì còn cái phận thì do con người sắp xếp. Thì anh nghĩ thì chúng ta nên cho nhau một cái cơ hội để mà tìm hiểu sâu chương trình. Dạ. Em cũng sẽ giống anh. Đến đây có duyên ha. Hy vọng có phận luôn. Hai đứa ở trong tay hát bài duyên bấm. Phận luôn. Chuẩn bị. Cô gái bên kia là cô gái cũng rất dễ thương đấy. Một cô gái mà cũng khó tìm đấy. Chàng trai bên đây cũng vậy. Cũng là người chững chạc. Hy vọng là hai đứa sẽ suy nghĩ thật kỹ lại và cho nhau cơ hội. Chúng ta có 30 giây nhắm mắt lại, kiểm tra lại tất cả những chuỗi hành động, những câu chuyện nãy giờ để xem nửa đó có phải thuộc là nửa yêu thương của mình hay không. Trái tim mình rung động chưa? Rung động thì bấm, không rung động không cần bấm. Bởi vì hàng triệu người đang theo dõi truyền hình có thể chọn các bạn. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm nha. 1 2 3 Hết thời gian. Tập quà của nhau. Nắm tay nhau đi hai bạn. Đây là chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Sáng em đi lưu sợ lạc đợi anh đi chuẩn bị không kịp cái chương trình cho em mượn. Trời đất ơi. Thấy thương không? Thấy thương. Trời đất ơi. Rồi em tặng cho người ta rồi em mượn rồi sao? Em mua khác trả lại. Mua khác trả lại nha. Bây giờ nhà gái sẽ giới thiệu mình trước nha. Em xin chào chị Ngọc Lan, xin chào MC Quỳnh Linh với bạn nam bên đó và tất cả mọi người ngồi trong trường quay này. Em tên Nguyễn Lê Như Ý, năm nay em 33 tuổi. Em đến từ thành phố Cần Thơ, hiện em đang làm nhân viên văn phòng của công ty Kết Quan Cần Thơ luôn. Mình lên đây khi nào? Mình lên đây mình... Lên hồi sáng, 5 giờ đón xe lên đây. Rồi, mời em trai. Dạ, em tên là Nguyễn Văn Tài, hôm nay 33 tuổi, đến từ Đồng Tháp. Em làm gì ở Đồng Tháp Tài? Dạ, mình làm hàng cơ khí anh. Em cũng mới đón xe từ Đồng Tháp lên luôn hả? Dạ, đi hồi phía. Hồi phía luôn? Dạ. Lúc mấy giờ? Đi lúc 2 giờ sáng. Trời ơi, tội nghiệp ông bên kia đi 5 giờ đi 2 giờ hả? Ưu điểm, khuyết điểm của nhà gái là gì nè?
Ưu điểm của em là em biết nấu ăn, sắp xếp nhà cửa và em khi mà em mà muốn mà làm cái việc gì đó, cho dù là ở đối với bạn bè hay là công việc gia đình hay là gì, là em phải dứt khoát để em phải làm cho được thành công. Và còn khuyết điểm của em là nhút nhát, cục về trước đám đông, tại vì cái môi trường làm việc của em thì ít tiếp xúc, em hơi nóng tính, thiếu kiềm chế lại, lúc là mình nóng tính thì mình ít kiềm chế lại được. Cái lần mà mình nóng tính nhất là mình làm cái gì? Là giống như mình hơi bực bội, giống như mình làm chuyện gì đó không thành công, thất bại, hoặc là mình chưa có làm hết cái khả năng của mình và mình thất bại chuyện đó, thì em hơi bực trong lòng vậy đó. Tức là mình chỉ bực ở trong lòng chứ không phải là mình nóng tính, đúng là mình la người này la người nọ. Đúng vậy. Tưởng nó nóng tính rồi quýnh người ta luôn chứ. Dạ không. Rồi mời Tài, ưu điểm khuyết điểm là gì? Dạ, điểm mạnh của em là không hút thuốc, biết nấu ăn, sống tự lập, môi trường này em sống được. Rồi, sống tự lập luôn. Dạ. Ở nhà đó là ở dưới quê đó là ở với ai? Em ở với ai? Dạ, ở chung cha mẹ, nhưng lúc trước em đi làm kia đó anh, em cũng sống tự lập này kia. Có mình ba mẹ thôi hả? Dạ. Vậy là em là con một hả? Dạ. Còn bên kia là gia đình đông không em gái? Dạ, em cũng con một luôn anh ơi. Rồi, hai đứa con một luôn, khỏe re. Tại đường tình duyên mình sao em? Được hai mối tình tìm hiểu và một mối tình đơn phương anh. Tìm hiểu được 1 năm vậy đó, mà chia tay này một mối tình thì 6 năm, một tình 4 năm mà. Tôi có sâu sắc hơn sao? Dạ, cũng đang tìm hiểu mà người ấy từ chối em á. Sao từ chối tội nghiệp vậy? Lừa gió tình mày, lừa gió tiền đó. Trời ơi, hết nhiêu tiền? Không có hết mà, ví dụ như em làm tháng nào cái cổ hay rủ em đi mua sắm này sắm kia. Tôi sắm hết tiền về hoài đó hả? Dạ. Sắm được năm không? Hơn năm luôn. Trời, tội nghiệp không? Trời, tội nghiệp vậy trời. Đường tình duyên của mình sao cưng? Em có quen một bạn nam, bạn trai thì lớn hơn em 3 tuổi. Là trong quá trình mà mình đi làm thì sẽ được làm giống như là giới thiệu bạn bè quen biết, thì mình tìm hiểu được 1 năm thì em thấy cũng không có kết quả gì. Với lại tình cảm của người đó thì không có nghiêm túc. Nói chung là mình quen người đó mình có cảm giác như là sẽ không có đi đến một cái kết quả hôn nhân gì tốt đẹp, cho nên em tự rút lui chia tay luôn. Nói chung là tới giờ em cũng không có quen. Bây giờ là mình đã sẵn sàng để mà mình đón chờ một cái câu chuyện mới chưa? Sẵn sàng. Mẫu hình mà mình mong chờ ở một cái người đàn ông sắp tới của mình. Tại vì tánh của em thì sống nội tâm, cho nên em thích bạn trai em phải là hiền lành, điềm đạm, nói chung là có trách nhiệm với gia đình, chứ đừng có gia trưởng hút thuốc với lại chồng chú vợ tôi đó anh. Rồi nói chung là thiếu tôn trọng phụ nữ là em không thích. Bên đây hiền lắm, chắc không có gia trưởng đâu ha Tài hả? Dạ không anh. Bên đó cũng không có hút thuốc luôn. Còn gì nữa không? Vậy đơn giản, bên đây đáp ứng được nhu cầu đó không Tài? Dạ được. Được. Rồi em muốn tìm người yêu sao? Nói luôn. Biết cô bác người lớn á, hiền lành kia nè, chung thủy với nhau. Đi thôi đó hả? Dạ em rung quá. Giờ rung dữ không? Em rung. Đi từ lúc nãy. Dạ chào nhà trai. Dạ. Sao rung? Như hồi đó giờ không có ngậu tới nó đông gì, ngậu trúng đông thì em ngại em rung. Không rung thiệt. Rung thiệt. Có cái điều gì mà không thích ở bạn gái? Em không thích gái xăm mình với sống ảo á chị. Sống ảo là sao? Cái bền á. Như Facebook mà hay đăng nói này đó kia, nó không có đúng sự thật á. Có, mình đang có đăng nói, nó không có nói gì hết trơn, trời, người ta chỉ nói công việc thôi. Lâu lâu người ta viết mấy câu mà thơ thơ thôi chứ. Bên kia xài app không á? Có, tôi là không có sống ảo, mà tôi là lâu lâu chỉ viết một vài câu thơ, ví dụ như iPhone thì em có nhưng mà ai đó thì em chưa đó, chỉ có đó, vậy thôi đó. Chứ đâu có gì đâu, đúng không? Có xăm mình không cưng? Dạ không. Dạ không, đó rồi sao bên mà đây không có sống ảo không? Dạ không luôn. Không rồi. Có luôn. Coi nè, thấy mua quà tặng bạn gái nó nhỏ bé quá hả? Này mua đâu vậy? Hồi sáng em đi lưu sẽ lạc đường, anh đi chuẩn bị không kịp với chương trình cho em mượn. Trời đất ơi, thấy thương không? Thấy thương. Trời đất ơi, rồi em tặng cho anh ta rồi em mượn rồi sao? Em mua khác anh trả lại. À, mua khác trả lại nha. Dạ. Rồi lên mình đi xe đò đúng không? Đồng Tháp lên nhiêu tiền? Là 300. Là đi thôi đó hả? Dạ. Chuẩn bị trong túi bao nhiêu? Đủ đi đủ về mà. Là 600 thôi hả? Dư luôn. Mấy triệu lận. Mấy triệu lận. Mấy triệu qua khỏe. Người ta đi ta đem tới mấy triệu lận. Tính tình có hay nóng nảy không vậy? Dạ không, nói chung em cũng dễ chịu lắm. Dễ chịu thôi, có hay quýnh lộn không? Không không. Vì sao tôi thấy mẻ cái răng? Cách đây tới 6 tháng anh chị. Khi ở sớm em nó cũng quánh lộn á, cái một người thì có rượu, một người không có rượu á. Nói này nói kia, cái ông không có rượu, ông nóng vô ông quánh ông kia hay gì, thấy nghiệp. Ông xỉn rượu nhỏ con quá, ông vô ông can. Can xong thục chỏ quánh ông kia, ông né trúng mặt em để gãy nửa cái răng nè.
Thôi được rồi, chắc hai đứa nó cũng dưới quê lên, không có ai mùa này dịch giả không ai lên đâu. Thôi thôi mình làm mai luôn, mình mối luôn đi ha. Rồi lên mình đi xe đò đúng không? Dạ. Miễn sao hai đứa nó đến nhau được rồi. Mở rào đi. Không hỏi ai hết luôn. Không có cần hỏi ai, đâu có ai nữa đâu hỏi. Ờ đúng rồi, đâu có ai đi chung mà quên. Mở rào. Cười chảy nước mắt luôn á. Rồi, hít thở sâu vô. Bớt cung chưa? Dạ bớt rồi. Bớt cung. Đó, bằng ý bên kia nha. Rồi bước tới. Em tặng anh cuốn nhật ký. Phải nói rõ ràng cái lai lịch đó sao, con coi cái quà tặng gì đó cho người ta nghe. Nó là tuy là món quà này anh mượn nhưng mà cả tấm lòng của anh đó. Mua nói đi. Có gì đó. Em tính đi sớm mà mua, nhưng mà là do là đi lạc đường á. Rồi cái chương trình tội nghiệp chương trình cho mượn, nhưng mà cái đó là tuy rằng nhỏ nhưng mà tấm lòng anh bự hơn cái này. Sao rồi anh cần món đà đó thì em mua ở Cần Thơ đem lên, giống như cuốn nhật ký thì anh có thể viết. Rồi, cảm ơn nha. Rồi. Cần Thơ gạo trắng nước trong. Thuộc câu sao không? Thuộc. Sao? Ai đi tới đó lòng không muốn về. Đúng rồi. Hả? Tài thấy sao? Thấy ý sao? Dạ thấy ý cũng dễ thương, ngoài sức tưởng tượng của em. Còn ý thấy Tài sao? Dạ thấy anh cũng dễ nhìn. Chứ ta nếu mà miệng mồm này kia là nói không đồ của em mua này kia đó không? Rất thật tình luôn, chính ra là chúng ta đang cần những người thật tình thế này nè. Dạ. Rất là thật luôn. Tuần gặp mấy lần ở đâu, hẹn hò sao, nói cho như ý biết đi. Dạ thì ví dụ như công việc của em thì như chủ nhật được nghỉ, trước mắt là như chủ nhật kia đó. Dạ. Nếu mà tình yêu đủ lớn thì có thể em đi gặp nhau gì hơn vậy đó. Cũng em làm cũng nghỉ ngày chủ nhật. Em đang làm ở Cần Thơ luôn hả? Dạ đúng rồi. Tại vì em thì hồi đó em cũng muốn đi làm xa lên thành phố Sài Gòn này, em cũng thích lắm. Nhưng mà cha mẹ em nói ở dưới quê nhà mình thì nhà cửa có sẵn rồi, mà ở dưới Cần Thơ thì công ty cũng nhóc, có chân đấu thua gì Sài Gòn đâu. Thành ra là cha mẹ em có cho em đi làm xa, cứ sống rồi mình sinh hoạt, có nhà cửa thì mình làm. Mặc dù là lương thì nó cũng không có cao với thành phố, nhưng mà nó ổn định cho mình là được. Em hỏi anh là, ví dụ như anh cũng con một giống như em rồi, cha mẹ anh có cái vấn đề làm dâu không? Nói chung cho mẹ anh cũng dễ, nhưng mà anh nói dù hai đứa quen nhau thì sau này ở đâu cũng được. Ví dụ như ở bên vợ hay là ở bên này cũng được, như lâu lâu về thăm ba mẹ gì đó. Có con cái thì đưa cho mẹ giữ, lâu lâu mình thăm con, về thăm ba mẹ cũng được. Ngon luôn. Chưa gì giao con cái cha mẹ giữ rồi đó. Tính nhanh ghê không? Rồi tương lai á, là thí dụ giờ á, nhà gái có thể bắt rễ được Tài về đó ở được luôn không? Dạ được anh. À dạ. Ý có thể về được không? Dạ được, thì bên nào cũng con một hết, thì bây giờ mình phải xẹt qua xẹt lại. Tại vì chủ yếu là chăm sóc cho cha mẹ sau này già. Hay là giờ mình gom mình cũng đâu có anh em gì để nhờ cậy đâu. Thành ra là gặp gia đình thì lập gia đình, chứ thì mình cũng phải tới lui cha mẹ đôi bên để chăm sóc, chứ không có bỏ cha mẹ được. Cái đó là ý nghĩ quan niệm của em. Rồi giờ Tài hỏi đi. Anh với em thì cũng có tuổi rồi, như em định giờ nào mới... Em thì tìm hiểu là phải từ nửa năm cho tới một năm thì em mới có thể trả lời được. Tại vì khi mà em tham gia chương trình này là thật lòng em nói là chỉ là một cái bước đầu tiên để cho cơ hội thôi. Em còn đi làm công tá anh, nhưng mà em cũng dán dự định làm có vốn khi mình mở cái tiệm nhỏ của mình làm riêng cho mình vậy đó. Bây giờ nè, Tài đứng lên hát cho ý nghe đi, giao lưu cho nghệ chút coi nào. Thoải mái vô. Anh hát tại đi mấy câu. Hát bài cái tựa em quên rồi. Giống như cái chủ đề gặp hôm nay đi ha. Có lẽ ông trời đã cho mình quen biết nhau, có lẽ ông trời mắt ta phải mến nhau. Nếu muốn mai này em được hạnh phúc ấm êm, chỉ còn một cách em chỉ bằng lòng quen anh. Cả thế giới này không ai em bằng anh, cả trái đất này không ai em bằng anh. Hãy cho anh cơ hội được chăm sóc em, ôm lấy em từng đêm. Hết à. Dẫn nắm tay nhau thấy bạn gái sao nói nè, trong lòng mình nghĩ sao về bạn gái nói đi. À, em nhìn bạn gái rất dễ thương. Em thích. Cảm ơn anh. Thích rồi, nói đi. Thích rồi đó. Cái chương trình tạo mình đến đây là một cái duyên. Thì ở trên đây thì mình không có thể nào nói hết nên lời được. Đúng rồi. Mong rằng nhau cho cơ hội để tìm hiểu nhau nhiều hơn. Anh để mình đi hết cuối cuộc đời này. Dạ. Anh hứa sẽ thương yêu em và chăm sóc em.
bằng tất cả những tấm hành của anh dành cho em. Nãy giờ thì chúng ta có thể trao đổi vui vẻ với nhau, nhưng đã đến lúc chúng ta lắng lòng mình lại, kiểm tra một lần nữa xem. Nếu không thích, chúng ta đừng bấm, để cái duyên đó cho người khác. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Đã bóng. Chúc mừng. Rồi, đứng ra đây. Chúc mừng hai bạn. Nắm tay nhau được rồi đó. Nắm bên này. Nắm đúng không? Dạ nắm rồi nè. Có ba ngón vậy hả? Nè, vậy nè. Đó. Thấy sao Tài? Dạ thấy ấm áp và hạnh phúc anh. Giờ bớt rung chưa? Dạ, rung, tại vì em sợ có không bấm em rung thì hết rung rồi. Hay lắm. Hai bên có cảm nhận về nhau thế nào? Kéo màn. Cố gắng nha, thấy mối này được á. Mày có 2 phút cần nha. 2 phút trò chuyện và quyết định. Chào em. Anh thấy em sao? Thấy em bình thường. Anh cao mét 7, 70 hả? 78 rồi nè. Dạ em đây là Thành Công, năm nay em 28 tuổi. Làm nghề gì? Em làm kế toán của công ty cây trồng thành phố Hồ Chí Minh. Kế toán tính kỹ lưỡng đó mà. Không, em làm thủ quỹ kim luôn kế toán kho. Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Nha, xin chào chị Cát Tường, xin chào anh Nguyễn Linh. Chào bạn. Rồi, bạn giới thiệu về mình đi. Dạ, em tên là Hà, em là nhân viên ngân hàng, 27 tuổi. Nhân viên ngân hàng mà tướng ý như là người mẫu gì đó, chị ganh tị quá trời luôn hả? Bên đây làm thủ kho, thủ quỹ luôn nha. Rồi mình có cái thế mạnh gì không? Em có thể hát được, nấu ăn cũng nấu ăn được. Hát một đoạn cho nó khai thông họng mình, ngồi nói chuyện cho nó hay. Hồi hộp quá. Không sao, vỗ tay. Khi hai ta chung một nhà, khép đôi mi cùng một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng, sống chung nhau một đời. Đó là sở trường của mình, những cái điểm yếu của mình. Dạ, điểm yếu của em là em ít khi trang điểm, ít khi làm đẹp lắm. Em cứ hay để tự nhiên, để mặc khi nào đám tiệc hay gì đó em trang điểm. Như là điệu, em ít điệu lắm. Thì không biết bạn trai bên kia thích như thế nào thôi. Dạ em sao không được chị, trang điểm thì cũng đẹp mà để bình thường cũng đẹp, miễn đẹp là được rồi chị. Cái gì quề chất vậy? Bạn thấy bạn bên kia hát được không? Dạ được à. Bạn có muốn hát đáp lại không? Vậy em làm câu thôi nha. Rồi, câu. Cái bài bó tay chấm cơm. Ơi cô em dễ thương, hay cho biết tên cô em là chi, nhà em ở đâu, em bao nhiêu tuổi, có bạn trai chưa, ôi dễ. Bạn đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em trải qua được một mối tình. Mới có một thôi hả? Dạ. Thiệt không? Dạ thiệt, tại đơn thời em đi làm về là cái em ăn vô, cái em mệt, cái em ngủ. Rồi phải khỏe thì đi chơi thể thao. Bây giờ chúng ta sẽ tìm một nửa của mình như thế nào? Một nửa thì bạn gái đó là tóc dài, da trắng, nhìn dễ thương, cao ráo, cao trên 1m60. Được vậy được rồi. Gì được rồi hả? Cao mét mấy? Dạ 65. Bên đây mét 65 lần đó. Dạ, quá dương chuẩn luôn đó. Ở chừng bên kia lùn hơn á nha. Em 70 lần chị. Quan điểm của bạn về tình yêu như thế nào? Dạ thì em đơn giản lắm chị, cứ lăn nhăn nhưng mà ra ngoài đường ăn xong phải chùi sạch mép thì được rồi. Lần đầu tiên tôi mới nghe. Tại vì em thấy rất là nhiều quá người chồng lăn nhăn mà cứ theo rình, theo ngăn, theo cản đâu có được đâu. Thế người phụ nữ nào dễ dàng thì tôi coi mặt sao dễ dữ vậy trời. Có mặt ai mình lăn nhăn luôn hả? Không phải cho thì người nào cái bản tính người ta vậy rồi thì người ta sẽ là vậy, mình cấm cũng không được. Nên là thương mình thật sự người ta sẽ không lăn nhăn, mình không có cần phải cấm. Rủ ta lăn nhăn mà cứ để về luôn. Biết về nhà chùi sạch mép là được à? Dễ quá ta. Dễ thương quá anh Linh ha. Dễ thương quá là nhiều người đàn ông thích lắm à. Bạn có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ 2 mối tình chính và 4 năm mối tình phụ. 2 mối tình chính và 4 năm mối tình phụ. Lần cuối cùng mình chia tay gần đây nhất là bao lâu? Dạ khoảng 2 năm. Bạn Nam, bạn quan điểm thế nào về tình yêu? Sự chung thủy. Dạ tình yêu là phải cưới,
yêu là phải thủy chung, yêu là yêu chỉ một người thôi. Chắc không? Dạ chắc. Bạn có hay liếc ngang liếc dọc không? Dạ có. Tại vì mình ra đường mình thấy đẹp thì mình nhìn thôi chứ. Xong mình nói lại cho bạn kế bên, ồ đẹp quá. Vậy thôi. Dạ. Nhưng mà có lăng nhăng không? Dạ không. Em không có lăng nhăng. Đâu có sợ bên kia cho lăng nhăng mà. Nếu có thì cũng được, không sao. Lại người ta cho rồi. Ưu khuyết điểm của mình như thế nào? À, cái ưu điểm của em là cao to, vui vẻ, hòa đồng. Và khuyết điểm của em là nóng tính, và không biết nấu ăn. Có chiều vợ không? Dạ có chứ. Em thích bạn gái, có một bạn gái của em làm thích nhõng nhẽo. Để mỗi lần mà bắt nạt xong cái bạn gái nhõng nhẽo của em dỗ. Hai người này gu cũng rất là lạ nè. À, bây giờ mình có cái mẫu bạn trai lý tưởng của mình như thế nào không? Rồi chị sẽ qua chị xem. Dạ thì đầu tiên là ngoại hình thì cao to. Cao. Có tập tạ. Còn thì đừng có nóng tánh. Tại vì em có nóng tánh, bạn nó có nóng tánh chắc hư việc hết quá. Mà em có nhõng nhẽo không? Ừ, không có nhõng nhẽo mà. Ví dụ như hai đứa giận nhau, không biết ai sai ai đúng mà em muốn người ta năn nỉ. Vậy là nhõng nhẽo rồi đó cô. Rồi bây giờ điểm nào em không thích ở người bạn trai nè? Đừng có để tóc dài mà cột lên, cột cao giống con gái. Giống con gái không? Cột cao. Mặc đồ đừng có lượm thởm quá, gọn gàng. Ngoại hình là vậy thôi, còn tính cách em tự tìm hiểu. Vậy để chị coi. Thì à, em nói em cầm mét bảy mấy lên hả? Dạ. Có tập tạ. Dạ. Hát vừa vừa. Dạ. À, không có buộc tóc cao. Dạ. Thì là được chuẩn hết rồi. Có mũi cao không chị? Mũi cao luôn. Chà, vậy đây đâu có cái điểm nào chê đâu ta. Thấy được hết rồi đó. Được rồi, bây giờ mình hỏi coi có người thân không, rồi có ý kiến người thân thế nào? Dạ, em đi có mình nè. Mình hả? Dạ. Bạn gái có người thân theo không? Dạ có anh. Đâu, người thân của em đâu? Dạ, hôm nay mẹ em với em gái với là bạn của em, mẹ em. Dạ, chào cô. Chào các Vương. Dạ. Chào người Linh. Cô thấy bạn trai bên kia sao cô, sướng với con gái mình không cô? Không, riêng cá nhân tôi thì tùy con hả, con thương con chịu thì tôi đồng ý thôi. Dạ, chứ riêng bản thân con là con thấy xứng lắm rồi đó cô. Được lắm rồi đó cô. Để hai bên quyết định đi. Bây giờ ta kéo màn lên để hai bên có cảm nhận về nhau thế nào. Ủa? Kéo màn. Cố gắng nha, để mối này được á. Mình có 2 phút bằng nhá. 2 phút trò chuyện và quyết định. Chào em. Anh thấy em sao? Thấy em bình thường. Anh có mét 70 hả? 78 lần em. Cô thấy lùng quá vậy. Hai người đứng lên đo đi. Đứng lên coi xuống đôi không? Đứng lên, đứng lên. Ủa cao gì vậy? Được rồi, quá xứng rồi. Anh làm lương tháng nhiêu? Hả? Anh làm lương tháng nhiêu? Lương hả? Lương đủ nuôi vợ không? Anh làm lương nhà nước tháng được 5 triệu. Đủ nuôi vợ không? Thì nuôi vợ thì chuyện đó bình thường thôi. Anh là nam nhi phải nuôi. À, anh nhịn đói cho em ăn cũng được mà. Nếu em không đi làm thì sao? Mẹ anh lo. Anh cưới em hay mẹ cưới? Anh cưới nhưng mà cái gì mẹ anh phụ. Thất cả này rồi đó nha. Mẹ anh chịu em không phụ? Anh không biết, để về anh hỏi mẹ ra. Ví dụ mẹ không chịu thì sao? Thì mẹ em cũng dễ lắm anh. Nói chung là mẹ cũng hối em lấy vợ rồi. Thì chắc đó là do em thôi. Nếu như mà em chịu thì em nghĩ mẹ em chắc cũng chịu. Nhưng mà em có chịu không? Có trước đó hả? Dạ chịu. Em có chịu anh không? Để em hỏi mẹ em cái. Em hỏi đi. Dạ không, em nói thuyết phục đi. Thuyết phục với bác nói sao đi. Nói sao cho em gái về nói đi. Dạ chào bác, chào em. Thì anh sẽ cố gắng làm cho người ấy tin tưởng. Và hãy chọn con. Không chuông được chưa? Chưa. Tấn công đi, tấn công liền. Thuyết phục bạn gái đi. Thuyết phục sao anh? Hả? Em coi là chị chịu anh đi cái gì em cũng chịu chứ á. Về làm ô xin cho em cũng được, nói đi, ví dụ vậy đó. Em chịu anh đi rồi anh sẽ chịu em. Chịu cái gì? Thì em muốn gì anh chịu cái đó.
nhớ có anh Nguyễn Linh cho chị Cát Tường hứa là em muốn gì anh chịu đó. Có khán giả đó mà. Bây giờ cầu hôn đi. Giờ quỳ xuống cầu hôn nói gì đi. Thôi kỳ đâu. Không, không đâu kỳ đâu. Chịu, anh mà chịu làm tới luôn á. À, không. Không thì đứng kế bên nói đi, đứng kế bên nói đi cho nó thuyết phục hơn. Đứng sát bên luôn. Đứng sát bên nói gì đó. Nói đi. Em à, à... lát nữa bấm chuông rồi. Bạn cảm nhận của bạn gái về bạn nam mình như thế nào? Dạ anh rất là vui, dễ thương, thật thà. Không biết sau này có vậy không? Lúc nào anh cũng vậy hết á. Ngoài cái vui thì thấy rất là chân thành nữa đó. Dạ. Không thôi, bấm chuông nha. Bấm chuông. Thôi hết giờ rồi bấm chuông đi. Đuối rồi. Đếm cho anh lên. À, 3 2 1. Hết thời gian. Mà thấy cặp này được á, dễ thương á. Anh thích tiếp cô gái hỏi là anh làm lương tháng nhiêu á. Tôi nói rõ ràng lắm. Mình nắm tay nhau giúp cho bạn trai rung đi. Đủ bản lĩnh, đủ kinh phí để lo cho vợ mình đúng không? Hay nhất là anh lo không được mẹ lo làm nhức đầu vậy. Thiệt, sắp xỉu thiệt luôn á. Tại anh không thấy em gì, bữa nay em nhìn thấy nắm rồi. Nắm tay đi, nắm tay con xỉu không? Nắm tay cái nhìn đỡ cho bạn, đỡ rung nha. Anh bạn gặp bé trên phim ha. Rất là dễ thương. Vậy thì xin cảm ơn. Sao mà rung quá vậy? Nhìn mình nhìn thẳng vào mặt bạn gái chút đi. Ok. Hôn nha. Con không cho. Không cho. Năn nỉ. Năn nỉ. Năn nỉ mà không y hôn với coi. Phải dành sao nha. Hôn nha. Không thiệt á. Anh chưa có khéo. Thế rồi hả? Điểm người ta hay quên rồi. Có cái nào mà làm trong cái khâu kỹ thuật mà đổ gạo ra phở, rồi hỏi đổ phở với gạo vô rồi nó tùm lum tùm la hết không? Không không không. Không có đâu. Làm cái đấy của công ty em. Đúng rồi, không có nhầm gì được nha. Nhầm cái, nhầm cái. Nhầm thôi, vậy suy nghĩ cho bình tĩnh đi. Qua hỏi bên nhà gái rồi ưu điểm khuyết điểm là cái gì? Để qua bên trước rồi tôi vòng lại. Đừng có nói ưu điểm là, khuyết điểm là ngoan ngoãn và vâng lời nữa nha. Rồi bạn gái chia sẻ về ưu điểm khuyết điểm của mình nè. Dạ. À, đối với em thì ưu điểm ấy thì chắc là có trách nhiệm cuộc sống, khá là độc lập, tự tin. Còn khuyết điểm thì có thể là nhiều lúc cái cảm giác như là mình nguyên tắc quá với chính cuộc sống của mình. Ừ. Đó, ưu điểm khuyết điểm ta rõ ràng rành mạch nghe không? Dạ. Thôi, đường tình duyên mình sao nè Lịch? Em đường tình duyên trải qua một mối tình. Một mối, lâu không? Dạ. Kéo dài 1.5 năm. Năm rưỡi? Dạ. Rồi sao chia tay Lịch? Rồi hai người tìm hiểu nhau, không hợp nhau rồi. Cái tuổi tác nó không hợp nên... Tuổi tác không hợp là sao? Em dạ, tuổi gì? Em tuổi thân, còn người kia là tuổi hổ. Thân hổ lòng hợp đúng không? Dạ. Và xin kính chào quý vị khán giả trong cuộc trường quay. Chào chú Mai Quyền Sinh, Linh, chào chị Ngọc Lan. Em tự giới thiệu, em tên là Đỗ Văn Lịch, quê quán em Bắc Giang. Hiện tại đang sinh sống và làm việc cùng gia đình tại Bình Dương. Em làm gì? Em làm công ty thực phẩm ở Bình Dương. Làm gì? Làm công ty AC Cook Bình Dương. Không, tức là cái công việc của em là làm gì? Là công việc của em hiện tại là làm trong nhà máy ngâm gạo, xay phở. À, tức ngâm cái khâu mà ngâm gạo, ngâm xay phở ha. Xay. Về kỹ thuật ngâm gạo, xay phở này ha. Dạ. Rồi. Dạ. Văn Lịch. Mời nhà gái. Lời đầu tiên thì em xin gửi chào tới anh Quỳnh Linh và chị Ngọc Lan. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Bảo Đan. Năm nay em 29 tuổi, chuẩn bị bước sang tuổi 30. Rất vui vì hôm nay là đến tham dự chương trình. Tên dễ thương ha, tên Bảo Đan hả? Dạ. Mình ở đâu em hả? Em thì hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Ở quận mấy?
À, nhà thì ở quận Thủ Đức, còn hiện tại thì em đang làm việc ở quận 4. Mình làm nhà ở quận Thủ Đức hả? Dạ. Rồi Văn Lịch ở Bình Dương hả? Dạ. Vậy Bình Dương xuống Thủ Đức gần đúng không Lịch? Cũng gần. Nói là giáp ranh với nhau mà. Dạ. À, không có gì cản trở cả. Rồi ưu điểm khuyết điểm của Lịch là gì? À, ưu điểm của em là không hút thuốc, không rượu chè, không cờ bạc. Còn khuyết điểm là ngoan ngoãn, lễ phép. Sao kỳ vậy? Ôi dồi ôi, sao khuyết điểm mà ngoan ngoãn lễ phép là sao kỳ vậy? Nói nhầm. Ưu điểm là ngoan ngoãn lễ phép. À, à phải không? Ừ. Nói lộn phải không? Nói lộn chứ ai mà ơi. Khuyết điểm là mình đi qua mình ngó liền. Tao rung quá tao nói lộn. Nói lộn hả Trời? Ai tự nhiên mà khuyết điểm là ngoan ngoãn lễ phép. Như vậy khuyết điểm là hút thuốc phải không? Dạ. Không hút thuốk, không em uống rượu. Hút thuốc, không hút thuốc, không uống rượu. Hồi nãy em nói ưu điểm là không hút thuốc, không uống rượu gì đó. Dạ. Khuyết điểm là ngoan ngoãn và lễ phép. Vậy giờ khuyết điểm là uống rượu, hút thuốc? Không. Cũng không có luôn hả? Thôi luôn, nói chung là... Như vậy là chưa tới khuyết điểm. Chưa tới khuyết điểm. Giờ tới khuyết điểm. Khuyết điểm... Là hay nói lộn. Làm hồi rung quá Lịch hả? Thoải mái thế nào? Khuyết điểm là gì? Khuyết điểm của em là... chăm lo cho bản thân. Trùng quá. Trời ơi, nó toàn là khuyết điểm độc đáo không ạ. Rồi gì nữa? Gì nữa nào? Khuyết điểm là gì nữa? Bình tĩnh nào. Khuyết điểm của em là gì? Khuyết điểm của em là không chơi bời. Điểm không chơi bài. Rồi gì nữa? Trời ơi. Rồi gì nữa? Rồi gì nữa? Khuyết điểm là hay nói lộn. Rồi gì nữa? Trời. Còn gì nữa không? Giờ hỏi lần nữa nè, khuyết điểm của em là gì? Khuyết điểm của em là hút thuốc không? Em không hút thuốc. Trời ơi là trời. Bây giờ hỏi tên không biết nó nhớ không nữa. Tên gì? Em tên gì? Em Đỗ Văn Lịch. Đỗ Văn Lịch. Dạ. Nhà đâu? Nhà em ở Bình Dương. À, rồi ổn định. Khuyết điểm của em là gì? Khuyết điểm là gì? Điểm xấu là nhớ gì? Đi. Nói để nó nói đừng có nhắc gì hết á. Khuyết điểm của em là gì? Khuyết điểm là gì? Lâu nhớ coi 2-3 nào. Khuyết điểm là gì Lịch? Thoải mái lên nào. Suy nghĩ cho kỹ nha. Khuyết điểm là gì? Khuyết điểm của em là gì? Nhớ coi. Giờ run quá. Phải nói ra bằng được khuyết điểm của mình. Bây giờ nói một số là không được rồi đó. Bây giờ khuyết điểm là gì nè? Nhớ không? Muốn gợi ý không? À, chị gợi ý. Không cần gợi ý. Không cần gợi ý. Để nó nhớ ra được khuyết điểm nó mới hay nè. Khuyết điểm là gì? Khuyết điểm em là hay quên. Đó, đúng rồi đó. Cái này mới khuyết điểm nè. Rồi gì nữa? Hay quên, hay nhầm, hay nè. Rồi gì nữa? Khuyết điểm của em là yêu thương vợ. Khuyết điểm của yêu thương là yêu thương mọi người. Là mệt lắm luôn á. Ngoan ngoãn. Khuyết điểm ngoan ngoãn. Bây giờ nè, em biết hát không? Em có. Anh hát cầu cho nó thoải mái nè. Lấy bình tĩnh được rồi. Để hồi lòi ra khuyết điểm nhiều cái mệt lắm á. Khuyết điểm biết xài tiền rồi. Khuyết điểm là yêu thương gia đình là khi mệt lắm. 2-3. Hát cho nó thoải mái nào rồi Lịch. Em hát bài... bài gì? Quên. Không cần nhớ tên luôn, hát luôn. Dễ nhất thôi. Nào, 2-3. Chiều bản làng soi bóng lạc, một chiếc thuyền lan vội vã trở về. Sông Lam dài xanh như ngọc, vội vội đem buồn tái tê.
xa xa mây phủ non hồng lĩnh đa mòn. Em chỉ thuộc thế rồi. Thế rồi hả? Cái điểm người ta hay quên mà. Có khi nào mà làm trong cái khâu kỹ thuật mà đổ gạo ra phở, rồi hỏi đổ phở với gạo vô rồi nó tùm lum tùm la hết không? Không không không. Không có đúng không? Cái đấy của công ty em. Đúng rồi, không có nhầm gì được nha. Nhầm cái thôi, giờ suy nghĩ cho bình tĩnh đi. Qua hỏi bên nhà gái coi ưu điểm khuyết điểm là cái gì. Để qua bên đây trước rồi tôi vòng lại chứ. Đừng có nói ưu điểm là khuyết điểm là ngoan ngoãn và vâng lời nữa nha. Rồi bạn gái chia sẻ về ưu điểm khuyết điểm của mình nè. Đối với em thì ưu điểm ấy thì chắc là có trách nhiệm với cuộc sống, khá là độc lập, tự tin. Còn khuyết điểm thì có thể là nhiều lúc cái cảm giác như là mình nguyên tắc quá với chính cuộc sống của mình. Đó, ưu điểm khuyết điểm ta rõ ràng rành mạch nghe không? Dạ. Thôi, đường tình duyên mình sao nè Lịch? Em đường tình duyên trải qua một mối tình. Một mối, lâu không? Dạ. Kéo dài 1.5 năm. Năm rưỡi? Dạ. Rồi sao chia tay Lịch? Rồi hai người tìm hiểu nhau, không hợp nhau rồi cái tuổi tác nó không hợp nên... Tuổi tác không hợp là sao? Em dạ, tuổi gì? Em tuổi Thân, còn người kia là tuổi Hổ. Thân Hổ là không hợp đúng không? Dạ. Rồi. Lúc yêu đương thì hai người hay cãi vã nhau này kia. Hay cãi hả? Dạ. Ai có ai nhường ai không? Em có nhường quấy không? Em nhiều lúc em cũng nhường mà nhiều lúc người kia thì cứ kiểu như là cứ bao giờ cũng phải hơn. Nên em rồi. Chia tay. Đó là lý do chia tay ha, không hợp nhau. Vậy thế lại à. Hay ghen tu. Vậy thôi, còn nhà gái. Tình trường mình sao cưng? Hoành tráng không? Khá hoành tráng á chị. Em thì trải qua 4 mối tình. Nhiều? 4 à. 4 lần hả? Tại vì nó có cả những cái mối tình mà hồi mình còn trẻ, còn lúc mà còn đại học cho nên là nó cũng khá là nhiều. Nhưng mà em mà mối tình gần đây nhất thì em chia tay được khoảng nửa năm. Tại vì thực ra thì bạn ấy cũng nói thật là trẻ hơn em. Cho nên là có thể là cách suy nghĩ nó không có hợp nhau lắm. Nên là chia tay. Chào cô gái. Dạ em chào anh. 4 mối tình. Mối thứ nhất bao lâu? Mối thứ nhất là 2 năm. Mối thứ hai? Mối thứ hai là 1 năm. Mối thứ ba? Mối thứ ba là 6 tháng. Mối thứ tư? 2 năm. Vậy là cũng 6-7 năm yêu nhau thì rất nhiều kinh nghiệm ha. Nhưng mà mình có biết lý do sao mình chia tay nhiều mối tình quá không? Em cũng không hiểu tại sao, nhưng mà cái đường tình duyên của em nó khá là lận đận. Lận đận? Cũng có thể là tại vì em, cái tính của em là di chuyển khá là nhiều. Ví dụ như em đang ở, ví dụ quê là miền Bắc, thì sau đó em lại chuyển vào Nam sinh sống, thì lúc đó là bắt buộc phải chia tay. Rồi ví dụ tiếp theo nữa thì lần thứ ba thì người đó thì cũng là quê Bắc luôn và làm việc ở đây, và sau đó thì lại chuyển về miền Bắc và có định hướng định cư ngoài đó luôn đó, cho nên cũng bắt buộc phải chia tay. Sao hôm nay em có di chuyển đâu nữa không? Chắc là không. Nếu gì di chuyển thôi khỏi gặp luôn, mở rào gì luôn. Tại mỗi lần mà di chuyển là mỗi lần chia tay, nhớ không di chuyển đâu nha. Rồi em muốn một mối tình như thế nào? Một người chồng lý tưởng như thế nào? Người chồng lý tưởng đối với em thì chắc là đủ chín chắn và trưởng thành. Có sự chia sẻ và nghĩa là họ phải cùng một cái hướng đi với em ấy. Kiểu như có thể cùng lắng nghe và chia sẻ. Rồi, anh đã chia sẻ được. Dạ. Nhưng đôi khi anh chia sẻ nhầm. Quên với hay nhầm đó em. Đúng rồi. Nên mình chú ý mình đừng có buồn nha. Đôi khi chia sẻ nhầm á, đôi khi anh nói là ưu điểm của anh là không thương em. Mà ngược lại phải không ạ? Hay là khuyết điểm của anh là quá thương em. Thí dụ vậy ha. Có thể anh nhầm thôi. Đó, bây giờ nè em trai. Em muốn người yêu lý tưởng thế nào? Diễn tả xem có giống cô gái bên kia không? Người yêu em, em quan trọng người ấy hiền lành, ngoan ngoãn, lễ phép. Không có gia trưởng. Gái đâu có gia trưởng đâu em. Có người. Con gái không có gia trưởng em ơi. Dạ. Em ơi. Dạ, có nhầm nữa rồi. Con gái không có gia trưởng nha. Dạ. Nhưng mà cũng có người cũng có. Cũng mới có.
Con gái sao gia trưởng? Thôi kệ, có chứ có đi. Ừ, rồi. Chấp nhận à? Chấp nhận đi. Rồi gì nữa? Em không thích con gái đó, giả dối lắm. Thật lòng, nghe. Phải thật lòng, đúng rồi. Hết hồn tụi nói không thích thật lòng. Còn gì nữa không? Lịch. Rồi em hết rồi. Ghen tuông rồi thì sao? Được không? Ghen tuông thì ghen tương tuông nó chừng độ nào thôi. Chứ không phải là ghen quá. Ừ. Thích con gái tóc dài tóc ngắn? Tóc dài tóc ngắn đều được. Màu gì? Màu đen hoặc là màu hơi vàng vàng xíu được. Rồi, được hết. Rồi, bên kia có không gì điều gì không thích đàn ông? Ừ, bên đây em có cái điều gì không thích ở đàn ông không? Ngoại trừ cái chuyện đàn ông hay quên với hay nhầm. Em thì không thích đàn ông hút thuốc. Nhậu quá nhiều thì cũng không thích luôn. Nói bên đó là không có hút thuốc, hồi nãy dạ. Chia sẻ rồi đó. Mà cũng không nên hiền quá. Bên đây hiền hay dữ? Hiền, hiền khô à. Bên đây giờ ngồi rung muốn chết luôn không? Hả? Người ta nói là không nên hiền quá kìa. Không nên hiền quá hả? Không, này không nên hiền quá nhưng mà hiền dễ thương nhưng mà nói năng cũng rất là lưu loát chứ không phải là hiền mà ngồi nói nhí nhí. Đùa thôi chứ nãy giờ chắc là do lên sân khấu nên rung đúng không cưng? Trời ạ. Lần đầu tiên em lên sân khấu. Nay Lịch đi với ai vậy Lịch? Hôm nay em đi cùng mẹ ba em. À có ba hả? Nãy giờ ba gì? Ngồi nhắc tuồng không đó. Ba mẹ cháu trai. À dạ. Ba nãy giờ lo quá bà. Con chào chú ạ. Chào nhà trai. Hèn chi bây giờ phải nhắc. Trước tiên là tôi chào anh Quyền Linh và chị Ngọc Lan. Ngọc Lan. Dạ. Và xin chào tất cả các khán giả ở trên trường quay. Tôi thì là cha của em Lịch đây. Thì cũng tôi thay mặt cho gia đình tôi là cũng rất phấn khởi như là ông Mai và Mối có lời mời hai gia đình tôi lên trường quay này. Là trước tiên là tôi phấn khởi quá mà hôm nay cũng hồi hộp lâu mới được phát biểu. Thế nhưng mà vẫn còn chín chắn. Thôi thì cũng không nói được nhiều ở trên này thì cũng chỉ nói sơ sơ. Thôi thì mặc dù là hai cháu đã lên đây rồi là trước tiên là tôi cũng xin chào bên nhà gái có ở đây không, nhưng mà tôi cũng phải xin chào. Là tôi thì trước tiên là hai cháu là phải thông cảm với nhau. Thế còn tôi là cha của cháu Lịch đây thì cũng không phải là hiền mà cũng không phải là ghê. Thế nhưng mà nói về gái thì nó rát. Chứ còn những như tôi là tôi cưới mấy năm trước rồi. Thế nhưng mà giao cho cháu, giao cho con cũng đầu tiên thì nó cứ bảo từ từ. Thế đến bây giờ là cũng sấp xỉ 30 tuổi. Thế thì thôi là tôi bảo thôi thì cái sách cuối cùng là thì có gặp anh Quyền Linh và trước thì là có chị Cát Tường á. Yeah. Thế giờ đây là có chị Ngọc Lan thay đây là tôi cũng có một phần tôi rất phấn khởi. Tôi thì mặc dù là hai cháu mặc dù thành, nếu mà thành là trước tiên phải có anh Quyền Linh và chị Ngọc Lan. Dự buổi lễ tân hôn của hai cháu là đầu tiên. Thế còn cũng xin mời tất cả các khán giả đây là cũng như thế là cái ngày vui của cháu là gia đình, tôi thay mặt cho gia đình cũng có một lời mời hết. Và cảm ơn chú. Tôi thì đến cuối cùng là thôi thì trước mắt như thế này là thôi là cứ tôi ở đây tôi nhìn ấy, là về phần cháu gái đây là con người chín chắn và cũng có học. Tôi cũng để ý rồi. Thôi thì Lịch ấy, thì nó cũng học cao, cũng có bằng nghề đồng hoàng. Nói về nhưng mà trai gái thì kém. Thế còn rượu bia, nếu bia thì được cỡ độ hơn non. Còn rượu thì không đụng. Thuốc thì từ nhỏ là không hút. Nhà tôi thì lại không có gái, độc hai con trai, anh này là anh thứ hai, Lịch còn anh đầu thì là lo cho xong rồi. Thế còn tôi cũng thông báo trước, nếu mà cháu quên tên rồi, đang đấy là bây giờ là hiện tại ấy, là đây là tôi nói hết cho chương trình,
nói về quê thì là ở Bắc Giang, thế nhưng mà đất cát là ở Bắc Giang là vẫn còn để nguyên si. Thế còn ở Bình Dương đây ấy, là có hai thằng con trai, là cũng có một đất thôi nhưng mà xây hai nhà này, tách ra hết rồi. Đấy, là nếu thích ở trong này thì ở, mà thích về ngoài Bắc thì về. Đấy là tôi cũng thông báo như là thôi đi. Năm nay tôi mới bước vào 54 tuổi. Thế là từ bắt đầu từ xuất ngũ là cứ đi đi suốt, có mấy khi về quê đâu. Cứ hết ngoài Bắc lại vào trong Nam. Đấy là bây giờ là hiện tại sống bây giờ là ở An Phú, Bình Dương. Đấy là thôi thì trước tiên là thôi là cứ hai cháu là cũng phải cho nhau một cơ hội thông cảm trước. Đấy là bác khuyên thế, thế còn xin giao giả chương trình. Dạ, rồi, cảm ơn chú. Cho hai gia đình tôi đến kiến. Cảm ơn chú rất nhiều ạ. Rồi, coi như ba chuẩn bị cho lịch sẵn rồi. Xong có nhà rồi luôn rồi đó. Dạ. Thấy không? Thế ra rồi, giờ thiếu cô dâu thôi. Dạ. Rồi, bạn gái mình đi với ai cưng? trước tiên thì cháu cũng gửi lời cảm ơn bác trai vì đã chia sẻ kỹ như vậy. Nhưng mà thực sự xin lỗi là bởi vì hôm nay gia đình con không có ai đến được, bởi vì ba mẹ con mới bị F0 ngày hôm trước khi lên đây. Dạ, cho nên là hôm nay con đến đây một mình. Dạ thôi không sao, có chị Ngọc Lan nha. Dạ, dạ. Rồi, thế thì bây giờ chúng ta cho hai bạn trẻ gặp nhau nhé. Mở rào. Mở rào. Bắt đầu đi lịch. Chào anh. Anh. Đến chương trình này mình có món quà tặng bạn. Dạ, em xin. Em cảm ơn. Em cũng có món quà nhỏ muốn gửi tặng anh. Chào, chào. Cảm ơn em. Dạ. Rồi, hai bạn về chỗ đi. Chúng ta đối diện nhau trò chuyện với các bạn. Lần đầu tiên gặp nhau các bạn cảm nhận thế nào? Thế bạn cũng hiền. Em thế thường. Em đi thấy em cũng hiền. Dạ. Anh em cho tình cảm như lịch nha. Dạ dạ. Ừ. Em thấy anh sao? Em thấy anh trong là em không biết là ngoài cuộc sống thì sao, nhưng chắc là lên chương trình có vẻ hơi run. Dạ. Cho nên là trả lời chưa đúng trọng điểm lắm thôi. Dạ đúng. Anh có gì muốn hỏi em không ạ? Em thì hiện tại em đang làm công việc gì ạ? Hiện tại thì em đang làm nhân sự trong một công ty nước ngoài ở quận 4 ạ. Là dạ. Bên văn phòng nhé. Dạ đúng rồi. Dạ. Anh thì làm công ty thực phẩm Asicook, thì nhân viên kỹ thuật vận hành máy móc. Cũng ngâm gạo mới xay gạo. Dạ. Chạy phở hủ tiếu với bún. Nhu yếu phẩm. Dạ. Công việc thì làm thì mấy tháng nay thì tăng ca suốt, còn mọi lần thì 8 tiếng 8 tiếng. Biết không? Dạ. Bây giờ mình hẹn hò sao đó, người Bình Dương, người ở Thủ Đức đó, thì nên đây cũng là một cơ hội, thì anh em mình cho nhau một cơ hội để tìm hiểu nhau. Nếu mà cũng muốn hẹn hò thì chỉ có thứ bảy, chủ nhật cuối tuần thì anh em mình mới gặp được nhau. Không thì lúc nào em rảnh thì anh lại lên thôi, biết không? Em rảnh nguyên tuần. Em đùa thôi. Dạ thì em cảm ơn cái thiện chí của anh. Thì nếu như mà có cơ hội thì anh em mình vẫn có thể gặp gỡ và làm bạn. Thì lên đây cũng nói cũng không được nhiều lắm. Dạ. Thì bây giờ hai anh em mình cho nhau cơ hội thì ra bên ngoài thì mình hai anh em mình trao đổi. Dạ. Cuộc sống ngày kia các thứ thì nó mới được nhiều hơn. Dạ. Dạ. Rồi lịch hỏi coi em khoảng bao lâu thì em định kết hôn? Thì lên đây mà có cơ hội thì anh em mình gặp được nhau mà tìm hiểu được nhau ấy, thì em ý định bao giờ thì anh em mình đến được với nhau. Tại vì em nghĩ thực ra là quen biết và tìm hiểu nhau thì có lẽ là từ 6 tháng đến 1 năm thì mình mới có thể
là hiểu hết về đối phương á, thì em nghĩ là cái khoảng thời gian đó là phù hợp, hoặc thậm chí là có thể hơn nếu như mà mình không gấp. Anh cũng đồng ý quan điểm của em. Rồi kết hôn xong thì hai bạn tính lập nghiệp ở đâu, hỏi nhau đi. Ví dụ như anh thì anh có ý định là định cư ở trong này luôn không ạ, hay là sẽ ra ngoài Bắc nữa? Thì bây giờ cha mẹ thì vẫn còn ở đây, thì nếu mà chỉ còn anh mà lấy được vợ xong thì mà em ở trong này thì anh vẫn làm việc ở trong này thôi, không có muốn đi đâu cả. Ngoài Bắc thì thỉnh thoảng lâu lâu có thời gian nghỉ này kia thứ thì về quê chơi thế thôi. Chừng nào ba chia đất thì về thôi. Công việc đây ổn định rồi, đi đâu nữa. Thật ra Bình Dương với lại Thủ Đức sát bên nhau mà. Các bạn có đi qua đi lại cũng gần mà. Thế nên là mỗi người công việc rồi xong rồi về Bình Dương ở cũng được, có nhà sẵn rồi. Em gái là ở đây ở với ai đang? Em ở đây là em tự thuê nhà ở ạ. Thuê nhà ở, trời, thế chi? Dạ, Bình Dương, tại vì... Bình Dương ta có nhà sẵn rồi, gọn quá. Đã quê cháu ở Vĩnh Phúc ạ. Dạ. Vĩnh Phúc thì cũng tới Bắc Giang cũng gần, không sao mấy. Dạ. Hai bạn nói vậy. Bây giờ nếu như các bạn tiến tới xa hơn nữa, sinh con, thì các bạn quan điểm về con trai con gái thế nào, trình bày cho nhau nghe đi. Theo ý em, còn theo anh thì cả trai cả gái đều được hết. Em nghĩ em cũng không quan trọng chuyện trai gái, bởi vì là thực ra là nhiều khi con gái sẽ còn hiếu thảo hơn và biết cách chăm sóc bố mẹ hơn là con trai. Anh cũng nghĩ vậy. Nhưng mà anh em mình đến được với nhau thì nếu mà cả trai cả gái thì anh cái đấy anh không quan trọng. Miễn sao là có là con gái anh được con trai. Không sao đấy. Bây giờ nếu như hai em mà có một cuộc tranh cãi với nhau thì ai sẽ là người gọi là rút lui, ai sẽ là người xin lỗi trước? Đâu mình thỏa thuận thử xem. Suy nghĩ của anh ạ. Anh thì nếu mà hai người mà xung đột với nhau thì cái này thì hai người phải hỏi ý kiến cho nhau rồi tìm hiểu nhau, thì hỏi xem ai sai ai đúng thế thôi. Còn em á, thì ví dụ khi mà tranh cãi á, thường thì nếu như mà nó đang ở cái mức độ vừa phải thì ok, có thể tiếp tục tranh cãi. Nhưng mà ví dụ nó đã mức là to tiếng rồi thì có thể em sẽ im lặng. Nhưng mà sau đó thì em sẽ nói chuyện và em sẽ hỏi là nguyên nhân hay là vấn đề gì ở đâu, và sau đó mới giải quyết. Bởi vì trong cái cuộc tranh cãi đó thì có thể là ai cũng nóng tính và sẽ không tìm được tiếng nói chung. Đúng rồi. Dạ. Anh thì cũng vậy. Anh thì to tiếng thì anh cứ im im. Nhưng mà đừng im luôn là được ạ. Chứ không bao giờ có tiếng to tiếng. Rồi bây giờ lịch tiến tới nắm tay Đan nhé. Chúng ta nói về cái cảm xúc của mình nãy giờ đối với cô gái đối diện nha. Mình cảm nhận thế nào về cô gái đó, nói đi. Nhìn thẳng vào mắt Đan kìa. À, thấy em thì cũng dễ thương. Dạ, dễ thương. Được không, Lịch? Dạ, cũng được ạ. Em thấy thích người đối diện không? Dạ, em cũng thích thích ạ. Em rất thích rồi. Bây giờ có thể hát một bài nào đó để tặng bạn gái đi. Đến đây chương trình thì em muốn tặng em một bài Tình Thương Phu Thê. Là người anh yêu, yêu rất nhiều, hứa với anh đi hết cả cuộc đời, trọn đời bên nhau như lời hứa. Dù cuộc sống mai lay vất vả bao nhiêu, trọn đời tình nghĩa phu thê đến hết đời tình vẫn như xưa. Cảm ơn em đã thương anh, thanh xuân này chỉ dành cho em. Em xin hết. Đang hát lại đi. Đang hát lại bài gì tặng cho Lịch đi. Để em xin hát mấy câu. Lặng yên nghe con tim với bao nhiêu nồng say như chơi vơi. Nếu như đây là mơ, xin cho tôi dừng ngay phút giây này.
Dễ thương quá. Rồi, được rồi các bạn. Nghe em hơi run nữa. Rồi, về vị trí đi nào. Chúng ta quyết định thôi. Để tay vào nút bấm tay trái đó Lực. Bây giờ mình đã trò chuyện rồi ha. Mình đã giao lưu về cảm xúc, về tinh thần, đã hỏi ý kiến nhau, đã hiểu nhau một chút gì đó, cũng khá lâu rồi. Chúng ta chỉ quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3. Hết thời gian. Đang không bấm à? Không. Ồ. Sao vậy Đang? Hơi bất ngờ á. Ừ. Sao em? Sao em kìa? Lịch hỏi sao em kìa? Em cũng không biết diễn tả chính xác làm sao, nhưng mà em cảm giác là anh ấy chưa thực sự phù hợp với em. Thật ra thế này nè. Dạ. Đây là một người con trai có thể đủ bản lĩnh để che chở cho em, đủ sức mạnh che chở cho em vấn đề, còn hơi nhút nhát trước một người phụ nữ thôi. Dạ. Thật ra đây là một người đàn ông rất là khó tìm đó, rất là trung thủy luôn, không có gọi là ta gọi là lăng nhăng đó, không hút thuốc, không uống rượu gì, chỉ miệt mài làm việc thôi, có sự hỗ trợ của gia đình, có cơ ngơi, có đầy đủ hết rồi. Anh nghĩ rằng chỉ thiếu một chút mạnh mẽ nữa thôi, đúng không? Em cần sự mạnh mẽ để bảo vệ em, đúng không? Dạ. Bởi vì cô này cá tính rất là mạnh, cô làm nhân sự mà. Dạ. Cô dữ lắm á, làm nhân sự rất là khó tính luôn á nha. Sao lúc nãy em không hỏi nhiều thêm nữa để em hiểu thêm? Chị thì lại chị bị đoán sai, em và cả anh Quyền Linh bị đoán sai, là nghĩ là bạn này đã ok rồi. Cho nên là chúng tôi không có hỏi gì thêm. Tiếc quá, rất là tiếc luôn, rất tiếc. Thôi thế này, chúng ta là bạn với nhau đi. Dạ. Cũng gần nhau mà. Nè, cố gắng Lịch. Dạ. Chúng tôi Đức chơi. Dạ. Nha. Dạ. Kiên trì vào. Kiên trì, dạ. Gặp bạn ấy, chia sẻ bạn ấy nhiều hơn. Dạ. Thật ra đây là người cần tìm đó. Dạ. Đang à? Dạ. Đúng rồi. Trong một cái cuộc sống rất nhiều cái bộn bề thế này, rất nhiều con người chúng ta không khó có thể tin tưởng với nhau. Nhưng mà thông qua chương trình anh thấy Lịch là con người đáng tin tưởng đó. Vừa kinh tế ổn định nè, cha mẹ lo lắng cho đầy đủ rồi. Công việc ổn định, và quan trọng là cái tình cảm, cái cảm xúc của bạn này rất là thật và rất là hiền lành. Chị thấy rất là tiếc đó Đang. Đang cũng dễ thương nữa, Đang là cô gái rất là thông minh đó. Còn bởi vì cô cá tính quá. Thật ra cá tính quá, đúng rồi. Đó, rất là cá tính luôn. Thôi thì Lan hy vọng là hai bạn sẽ cho nhau cơ hội ở phía dưới sân khấu. Nha. Thôi xin điện thoại nha. Để nói chuyện với nhau nha. Dạ. Rồi. Trời. Em nghĩ là sau chương trình mình vẫn có thể làm bạn, đúng mà, cho nên là vẫn sẽ còn cơ hội. Cho nên là cố gắng lên, kiên trì lên. Lịch mạnh mẽ xíu nữa nha. Tại vì một người phụ nữ mà thấy người đàn ông yếu quá, họ cũng ngại. Họ cũng rất là ngại. Bởi người đàn ông luôn luôn phải là người che chở cho người phụ nữ, đảm bảo sự an toàn cho người phụ nữ. Mình nhút nhát quá, cô ấy ngại điều đó thôi. Giờ cố gắng mạnh mẽ lên. Nha. Phải... thật ra phải đi học một cái lớp kỹ năng sống ở nơi đâu đó. Đây. Khi bố dạy này thì... nhậu nhiều với bố vô, nhậu về vô. Bản lĩnh của người lính, thấy không? Mạnh mẽ lên. Nào, mạnh mẽ luôn. Nói thử câu rồi, anh yêu Đang. Nói thử lớn lên coi. Nói thử nào. Anh yêu Đang. Thấy chưa, chưa đủ. Nói mạnh lại, lên nữa. Nói lại cô ấy thay đổi quyết định nè. Anh yêu Đang. Trời ơi trời. Dễ thương lắm á. Sao bác? Sao chú? Rồi. Ừ. Thôi về đi rồi chúng ta sẽ tính tiếp. Bây giờ như thế rồi. Dạ. Bây giờ nó như thế rồi. Những món quà dành gửi tặng cho các bạn. Yurika đâu? Đứng đây, đứng đây. Phải mạnh mẽ lên, học cách mạnh mẽ lên nha. Đây là cốt súp gà, một sản phẩm của Quốc Việt Food, giúp cho món ăn thơm ngon tròn vị, dễ dàng hơn trong quá trình chế biến. Đây là Amity, nước rửa tay, nước rửa chén, nước lau sàn, nước giặt xả nha. Đây là một phần quà đây là phần quà đến từ tập đoàn bất động sản Hưng Lộc Phát, đó là một voucher 10 triệu gửi tặng cho hai bạn. Còn nữa nha. Đây là bộ son Yurika do thép Vina KW gửi tặng cho bạn gái. Dạ. Một cuốn sách rất là ý nghĩa. Hết hả?
nha, hãy giữ là đọc nó. Rồi chúng ta cố gắng nỗ lực từng giờ. Tình yêu nó cũng khó lắm á, nó còn khó hơn một cái gọi là dãy, gọi là những cái dây chuyền trong cái công nghệ, dây chuyền trong nhà máy của em nữa. Tình yêu nó khó hơn là những dây chuyền trong nhà máy của em nữa, khó hơn những kỹ thuật mà em đã từng học nữa. Tình yêu phải khéo léo chút xíu, đôi lúc mình mạnh mẽ nhưng đôi lúc mình phải dịu dàng. À, thôi cố gắng lên, chúc hai đứa sẽ sớm tìm được nửa mảnh ghép của mình. Dạ, em cảm ơn. Em cảm ơn.